Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Chúc anh em tuần mới vui vẻ, gặp nhiều sức khỏe. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em bầy vẹn nhé. Bầy vẹn 7 đực, 6 đực một cái, mà cái thì khách bắt mất rồi, còn lại có 6 đực thôi. 6 đực trước mặt anh em nhé. Cháu ngoại của cu đen. Đây, mẹ có nó đây. Đây, mẹ nó là con cu đen nha. Nó là cháu ngoại nha, cháu ngoại cu đen anh em ạ. Đây, mẹ nó mắt rất là đẹp này, vẹn rất đẹp, ok luôn. Đây, có một bầy vẹn nha, 2 tháng. 2 tháng nha anh em. Mặt mũi rất là nét cho anh em luôn. Đấy, mình sẽ mở cửa ra để cho anh em xem này. Anh em xem tổng thể thôi nha, nếu mà có nhu cầu xem từng con chi tiết từng con thì alo cho kết bạn Zalo nhé. Kết bạn Zalo mình sẽ gửi thông tin. Vẹn vàng rất là đẹp nha. Vẹn vàng rất là đẹp. Trong đây có một em vàng này, một em vàng duy nhất này. Đấy. Vì bố là đực vàng nha. Bố là đực vàng, mẹ là vẹn. Cháu ngoại cu đen nha, có cái nét đen đen chấm chấm đen đen đặc trưng của dòng cu đen anh em ạ. Mặt mũi là khỏi chê, thần kinh cực là tốt. Đã chích 2 mũi rồi nha anh em. Đã chích 2 mũi rồi. Đấy, em vẹn vàng này, vẹn vàng này rất là đẹp này. Đấy, em vẹn vàng này, đây là vẹn vàng thưa hết anh em nhé. Vẹn vàng thưa, nhìn nó có một nét đặc trưng riêng nha. Lâu nay thì mình hay bán vẹn lứa với vậy là vẹn đậm. Hôm nay có riêng đặc biệt một bầy này thôi, cháu ngoại của cu đen nha anh em. Đấy, anh em xem nha, xem kỹ video này. Rất là đẹp này. À, có mấy em rất là đẹp, rất là ok luôn này. Đấy, hôm nay quay lên cho anh em xem nha. Có một em vẹn vẹn mặt sắc sắc kìa, mà vẹn hơi lem lem trên lưng kìa. Nhưng mà sau này nó sẽ là vẹn vàng nha. Anh em cứ xem cái đầu nó như thế nào thì sau này cái vẹn nó là như vậy. Tôi đảm bảo cho anh em luôn. Bầy này nó đều đều rất là đẹp này. Đấy, giá sinh viên đại học anh em nha, giá sinh viên đại học nha. Anh em xem ưng được thì alo cho mình nha. Ship gần thì bắt được ngay, ship xa thì phải chờ chích mũi 3 nha. Mới chích mũi 2 được 5 ngày thôi. Đấy. Xoáy kiếm hết nha. Rất rất là đẹp, rất là lanh luôn. À, tuyệt vời cho anh em nha. Nuôi chơi nhân giống trải nghiệm nha, mặt mũi cực kỳ sắc nét luôn. Đấy. Anh em xem nha. Cháu ngoại cu đen nha anh em, cháu ngoại cu đen được giống nhà mình nha. Con mẹ nó bên chuồng bên kìa. Đấy. Bố là đực vàng nha. Lưỡi đốm thôi, không có lưỡi đen. Hàng này mà lưỡi đen thì tuyệt vời luôn, nhưng không có lưỡi đen anh em nha. Vẹn vàng lưỡi đốm, mặt mũi rất là đẹp. Rất là ok luôn. 6 em đực, 6 em đực hết nha, không có cái đâu anh em. 6 em đực hết. Một đực vàng này, đực vàng mắt rất là đẹp này. Xoáy dài này. Đấy. Anh em xem nha, nếu có nhu cầu về con giống nha, liên hệ cho mình theo số điện thoại. Gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để mình xem chi tiết từng con anh em nha. Ở đây mình quay chung vì nó còn nhỏ lắm, quay chung nên là không có quay riêng từng con lên up lên YouTube cho anh em xem được. Đây mình quay chung cả bầy luôn. Đấy cho anh em xem này. Anh em xem kỹ nha. Ưng em nào thì kết bạn Zalo mình gửi riêng em đó. Được hết. Chuẩn cho anh em làm giống. Hàng sinh viên đại học. Sinh viên đại học. Anh em xem nha, có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Hiện tại chó ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy cho anh em xem này. Tuyệt vời luôn. Bầy rất là đẹp luôn. Vẹn này. Vẹn vàng thưa này. Vẹn vàng thưa này. Càng lớn càng chất nha. Tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ạ. Bầy vẹn tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cho mình trong thời gian qua. Kênh vẫn luôn đều đều phát triển. Và có những con giống cho tới tay cho anh em nha. Đây, anh em gần xa này, xem này. Đấy.
Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn luôn theo dõi kênh của mình. Và anh em lựa chọn được những con giống ưng ý anh em nhá. Đây là 6 em đực nhá. 6 đại ca nhá. 6 đại ca nha anh em. Không có cái, chỉ có 6 đại ca thôi. 6 đại ca thôi. Hàng đã chích 2 mũi rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nhanh nhá. Nè, em đực này. Đực sấy đực vàng sấy dài này, sấy dài tuyệt vời luôn. Đấy, lưới đốm. Cặp mắt này. Mắt gấu trúc nha. Vện này, đấy, vện này, xoáy dài này. Đấy, mặt mũi là đẹp, ok, khỏi chê. Ok, thằng BD luôn. Vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Anh em nào chưa đăng ký thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh anh em nha. Anh em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào.